Hello, xin chào anh em của kênh Go Slow Languages nha. Thì nói chung mọi người cứ comment bảo rằng lên video kênh này đi, nhưng mà đều không biết lên làm gì. Xong rồi hôm qua mình mới đi tư vấn cho một đứa Trung Quốc về học tiếng Anh. Xong bắt đầu cái một số cái thì nó cũng vui nên hôm nay mình làm được cái video này cho mọi người. Thì đầu tiên là hôm qua mình có lên cái một cái web á, một cái ứng dụng á, nó dùng để kết nối mọi người trên thế giới lại với nhau và nó random thôi. Thì có thể là người ta lên đó đi, người ta tìm bạn bè tâm sự hay người ta tìm gái, người ta làm gì đó bậy bạ thì tùy người ta thôi. Nhưng mà mình thấy là cái này nó ít á, nó không giống như Tinder nữa, kiểu mặc dù chỉ dùng Tinder bây giờ nha. Nhưng mà sau đó cái mình lên mình xài thử thì ban đầu mình xài thì toàn là nó chỉ ra Việt Nam không à, là mình xài cái đây mấy tuần rồi bỗng lòng một thôi thì toàn ra Việt Nam, cái nó không có giúp mình kiếm được người nước ngoài nào cả. Xong bắt đầu cái mình mới đi tìm đổi VPN. Thì ngày hôm qua bắt đầu mình mới mua VPN để mình đổi. Mình đổi qua thử Trung Quốc nè, mình đổi qua thử Nhật Bản, mình đổi qua thử Thái Lan, xong mình đổi qua thử Mỹ luôn, với Úc luôn, rồi châu Âu nữa. Thì thật ra là đổi khu vực nào nó cũng giúp cho mình tìm được người khu vực đó hết á. Dù mình đổi qua Mỹ thì mình gặp được một cô ở Florida, một anh ở Michigan. Xong đổi qua Úc thì gặp từ Úc, mà từ Úc thì nó có vẻ nó không thân thiện. Đúng là mình suốt mình nghe người ta đồn rằng là Úc nó còn kỳ thị hơn Mỹ, thì đúng là nó kỳ thị hơn thật. Xong ở đâu gặp cũng rất nhiều người Nhật, rất nhiều người ở Nhật nha. Rồi nhưng mà chủ yếu là mình dùng thời gian của mình gặp vài người ở Thái Lan nữa, nhưng mình chủ yếu dành nhiều thời gian của mình ở bên Trung Quốc để mình nói chuyện với những người Trung Quốc. Thì nói chung nói thì cũng có rất nhiều, nói chung là hôm qua gặp cũng phải 50-60 người gì đấy, nhưng mà số lượng người mà nói chuyện mà giúp được mình thì nó khoảng mười mấy người. Tức là họ rất là chịu khó, họ nói chuyện mà họ nghe và họ lắng nghe và chia sẻ tới luôn, là họ hỏi về Việt Nam họ đủ thứ cả. Cái bắt đầu cái đêm qua cái mình mới gặp một cái đứa nó ở Trung Quốc, là nó đang là sinh viên, nó đang học đại học. Nói chung là hôm qua gặp rất nhiều luôn, hôm qua gặp phải mấy chục đứa sinh viên ấy. Nhưng mà có một đứa là nó cũng đang học đại học ở bên nó học ở Giang Tô, nó đang học ở Giang Tô Jiangsu ấy. Xong sau đó nó ngồi nói chuyện với mình, xong rồi nó mới nói mình là ở mình học tiếng Trung bằng cách nào. Mình nói là mình có học tiếng Trung 6 tháng. Nó hỏi mình là tại sao mà học tiếng Trung 6 tháng mà có thể nói nó hiểu nghe nó hiểu tốt á. Thì mình nói cũng chả tốt gì, nhưng mà tại vì tao cần nói, tao lên đây tao tìm mày chính là để gì, tao tìm cơ hội tao nói tiếng Trung. Hai nữa là mỗi ngày tao coi Bilibili, rồi tao coi vlog này để tập tiếng Trung, rồi tao cũng xài từ điển nhờ cái thứ nữa. Xong nó ngồi nói chuyện với mình nói đủ thứ cả, nói qua kể cả Liên Minh luôn mọi người. Xong cái nó mới xin WeChat nó add vào. Xong bắt đầu nó mới quay qua nó kêu rằng nó học tiếng Anh mà nó gặp vấn đề trong chuyện tiếng Anh. Thì nó nói là nó muốn cải thiện cái chuyện đó thì như nào, là cải thiện về mặt từ vựng này, cải thiện về mặt ghi nhớ này, các thứ. Xong sau đó cái nó kêu là khi nó gặp người nước ngoài thì nó cảm thấy là rất là bị căng thẳng á, khi nói chuyện với người nước ngoài á. Thì bắt đầu mình mới chỉ nó một vài cái, mình chỉ nó là bây giờ đầu tiên á, là nếu nó muốn nghe nói từ vựng á thì nó đừng nên rằng là quen thuộc với lại tiếng Anh á, thì nó nên chọn ra, ví dụ nó cảm thấy nó thích phim, hay nó thích vlog, hay nó thích game show, hay nó thích cái gì, hoặc là nó thích một diễn viên nhất định cũng được luôn. Thì mỗi ngày nó hay bỏ ra 10 phút thôi, đừng bỏ ra 15 phút, đừng bỏ ra 30 phút, đừng bỏ ra 1 tiếng, mà mỗi ngày hãy dùng 10 phút thôi để đi coi cái đó. Nó mới có 21 tuổi thôi, cái mình nói là mày là 21 tuổi nên mày vẫn còn rất là nhiều thời gian để mày cố gắng á. Thì mỗi ngày mày nên bỏ ra 10 phút thôi để xem. Đừng có nên cố gắng là bỏ ra quá nhiều 1 tiếng, tại vì ban đầu mày coi được 1 tiếng gì sao mày nản quá, là mày có những thứ khác để mày bị phân tâm á, thì mày sẽ không duy trì được nữa. Cho mình danh kêu nó là mỗi ngày nên bỏ ra nửa tiếng thôi, 10 phút chứ, để xem. Xong sau đó cái nó kêu à, hồi đó giờ nó chưa nghĩ ra cách này. Cái nó hỏi mình rằng, ủa vậy chứ mày làm cách nào để mà học tiếng Trung, mình nói quay trang như vậy. Tao cũng lên Bilibili tao coi, mỗi ngày tao coi vlog và tiếng Trung Quốc, xong rồi tao vô những cái app như vậy để tao tìm những người như mày tao nói chuyện này. Xong sau đó thì nó mới nói tiếp rằng là nhưng mà còn cách nào để tôi có thể nói chuyện với người nước ngoài không. Thì mình nói với nó là mày cứ vô cái OMTV này nè, mày đổi khu vực của mày qua những cái khu vực mà dùng tiếng nước ngoài đi, nhưng mà mày dùng tiếng Anh đi. Nhưng mày phải nhớ rằng á, là tụi nó sẽ có thể là racist này, nó sẽ không lịch sự nè, cho nên là mày phải chuẩn bị sẵn tinh thần để đón gặp những cái người họ không lịch sự như vậy. Xong sau đó nó mới hỏi tiếp mình rằng là còn nhưng mà vấn đề là làm cách nào để không bị căng thẳng á. Thì mình mới bảo nó rằng là đầu tiên á, là ai mà nói với mày là đừng căng thẳng là những người đó không hiểu gì bản chất con người hết. Mình mới giải thích cho tụi nó nghe là cái chuyện mà căng thẳng là chuyện tự nhiên. Nguyên nhân mà người ta căng thẳng là bởi vì có một cái bộ phận trong não mình, nó gọi là amygdala, mình từng nói đấy, là bộ phận nó sẽ tìm mọi cách để đơn giản hóa mọi thứ mà mình nhìn thấy và cho rằng đó là một nguy cơ và khiến cho mình phản xạ lại chuyện đó để bảo vệ bản thân mình. Nhưng mà nó có tác dụng từ thời nguyên thủy rồi, nhưng mà hiện giờ thì nó đang không còn có tác dụng đó nữa. Cho nên rằng á, là mình phải nhớ được chuyện như vậy, mình phải nhớ được rằng là ok,
cái sự căng thẳng, cái nỗi sợ này của mình là cái nỗi sợ nằm trong bản chất của mình, và nó sẽ phản xạ một cách rất tự nhiên. Tức là bạn không thể nào, những người mà bạn nhìn thấy họ rất điềm tĩnh hay họ không bị căng thẳng đi, là những người mà cái sự bất bình tĩnh hay sự căng thẳng của họ nó diễn ra quá ngắn, trong một tích tắc rất ngắn, và họ vượt qua được chuyện đấy, chứ không phải là họ không có bị căng thẳng nha mọi người. Tại trong bản chất, trong bản sinh tồn của con người mình nó phải có sự căng thẳng đấy. Thì mình mới chỉ ra một phương pháp là quan sát hơi thở. Cái nó mới hỏi mình rằng là quan sát hơi thở có phải là phải thở sâu hay không, hít sâu hay không, mà nó không phải. Mày hít sâu thì thích chạy gì đều không quan trọng cả, mà quan trọng với là mày phải tự mày quan sát hơi thở của mày. Tức là mày nhận ra được cái giây phút mà mày hít vào, mày nhận ra giây phút mà mày thở ra, thì khi đó thì cái hệ thống 2 và hệ thống 1 của mình, là một cái mà mình đã từng nói trong cái video cũ, các bạn có thể coi lại á, thì nó sẽ giúp cho mình là duy trì được cái chuyện là khi mình dùng hệ thống 2 để ý tới hơi thở á, thì mình không còn ngồi mình vẫn vơ mình suy nghĩ tới chuyện ơi ông này sợ quá, ông kia sợ quá, không dám nói chuyện này nọ kiểu, rồi ông có nghĩ gì về mình khi mình mở miệng ra hay không á. Mà lúc mình quan sát hơi thở của mình thì mình không còn suy nghĩ lung tung như vậy được, thì khiến cho cái người mình á nó trôi qua được cái cơn mà cơn gọi là chuyện sang, rồi tiếng Việt gọi là gì, là căng thẳng. Ừ, nó trôi qua được cái sự căng thẳng này nọ cái kiểu cái thứ. Xong sau đó thì đang nói chuyện thì nó xin nó hoạt WeChat của mình, xong sau đó nó hoạt WeChat xong rồi thì cái kết nối của nó bị mất đi. Thế là nó lại DM, nó kêu rằng là ơi có thể cho nó thêm lời khuyên nữa hay không, bây giờ bật nó nói rằng là ok bây giờ mỗi ngày mình sẽ nói chuyện với nó và nó sẽ giúp mình học tiếng Trung, nó giúp mình luyện tiếng Trung, còn ngược lại thì mình sẽ cho nó những lời khuyên đi, tại vì nó nói rằng là những cái lời khuyên của mình thì nó không chỉ là đến từ cái gọi là chỉ là nói qua, nhưng mà nó có cái yếu tố khoa học lên á. Xong sau đó bắt đầu nó mới hỏi tiếp mình về cái chuyện là ví dụ như bây giờ nó muốn cải thiện cái chuyện mà nhớ từ vựng đó, kêu là nó học từ vựng á, vài ba bữa là nó quên mất rồi, nó không nhớ được nữa, nó hỏi làm sao cái để học từ vựng mà để nhớ. Xong mình mới nói với nó là từ vựng là thứ mà mình học để quên chứ không phải là mình học để nhớ, nhưng mà để tạo ra những cái ấn tượng tốt hơn một xíu á, thì mình nói nó là ok có thể dùng từ điển này, có thể dùng những cuốn như cuốn từ điển như vậy. Và sau đó rồi làm gì, sau đó rồi mình sẽ vô mình tra, mình tìm từ điển, và khi mình nhìn thấy một cái từ nào đó thì mình ví dụ như bạn biết là ở Trung Quốc ấy, nó có một cái loại là trà ô long, và nó cũng có một cái cú mà cú đá phản lưới nhà, trong tiếng Trung Quốc nó gọi là cú ô long. Trà ô long là vũ lũng xỉu, ủa vũ lũng xả, còn cái cú mà đá phản lưới nhà là cú vũ lũng xỉu. Thì bạn nhìn đi, ví dụ bạn tra đá phản lưới nhà trong tiếng Trung Quốc gọi là cú ô long, tại sao lại gọi là như vậy ta? Xong nếu bạn lên Google bạn search đi, nếu bạn lên YouTube bạn search đi, thì nó sẽ có một cái video giải thích là tại sao như vậy. Và bạn nghĩ coi, khi mà bạn tìm được những thông tin như vậy rồi á, thì gần như là rất khó để bạn có thể quên đi cái từ như vậy. Bạn rất là khó để quên những từ như vậy, thì sẽ có những từ khác tương tự như vậy. Ví dụ như những từ, ví dụ nhắm mắt lại tiếng Trung là gì? Nhắm mắt lại tiếng Trung là bi san dạn chiện. Bi san dạn chiện tức là nhắm con mắt lại á. Thì lúc mà mình hôm qua mình chỉ nó, mình nói nó rằng là ok nếu mà mày muốn bớt căng thẳng này nọ kiểu bên cạnh gì quá sao hay nọ thì mày phải nhắm mắt lại. Thì mày giải cho nó là lý do mà mày phải nhắm mắt lại á là bởi vì con người mình có gọi là, thật ra Phật đó, nó gọi là lục căn, nhưng mà nó hoặc là ngũ căn hơn. Lục căn có nghĩa là tính thêm cả cái cảm xúc, cái cảm giác của mình là lục căn. Còn ngũ căn tức là gì? Tức là năm giác quan á, là mắt này, mũi này, miệng này, tức là ném mấy cái lưỡi của mình á, rồi tay mình nghe và xúc giác của mình đụng vô, nó gọi là ngũ căn. Thì trong ngũ căn này nó có 11 triệu cái thụ cảm để người ta cảm nhận được mọi thứ. Nhưng mà 11 triệu thụ cảm này nè, tức là những cái dụ như những cái tế bào, những cái thứ mà mình cảm nhận, rồi tay nghe, rồi bằng lưỡi này nọ kiểu á, những cái tiếp xúc của mình á, thì trong 11 triệu thụ cảm này, 10 triệu thụ cảm đến từ mắt. Có nghĩa là tất cả những thứ mà mình cảm nhận về thế giới này, nó đến từ những thứ mình nhìn, là đóng vai trò quan trọng nhất luôn. Tức là nó tới 10 trên 11 lần, 10 x 11, mọi người hiểu không? Có nghĩa rằng để mọi người có thể thay đổi được trạng thái, thay đổi cảm xúc nè, thì mọi người phải thay đổi được cái input của mình vào, thay đổi được cách mình tiếp nhận vào. Thì có nghĩa là ví dụ như bạn cảm thấy đang quá căng thẳng đi, thì bạn nhắm mắt lại là tự động luôn cơ thể của bạn sẽ cảm nhận khác liền. Tại vì sao? Tại vì nó ngăn đi 10 trên 11 triệu thứ bạn cảm nhận. Ví dụ như lúc đó là bạn nhắm mắt lại xong bạn bịt tai lại, ví dụ như bạn coi một số cái tiểu phẩm ha, hay là một cái meme, một số gì đó đi, hay là một cái truyện tranh gì đó đi, mà lúc mà những cái đứa mà nó bảo rằng là ok tao không muốn nghe nữa, tao không muốn nghe nữa, thì hay có hành động là nhắm mắt lại bịt tai lại dạng dạng như vậy đó, đúng không? Nhưng mà thực tế rằng á, là chỉ cần bạn nhắm mắt lại thôi là bạn đã thay đổi được trạng thái bạn rất là nhiều rồi. Tại vì 10 trên 11 triệu cái thụ cảm nó đến từ phần mắt, cho nên là khi mà mình muốn thay đổi trạng thái của mình muốn làm các thứ á, thì đầu tiên mình phải nhắm mắt lại. Đấy, thì khi mà nó hỏi mình về cái chuyện là đầu tiên nó hỏi mình là làm sao để nhớ từ vựng á, thì mình nói với nó rằng là không, từ vựng là thứ mà mày không thể nào, mày nói là mày học từ vựng 3 ngày xong mày quên, và mày muốn nhớ từ vựng nó trong 10 ngày hoặc 20 ngày thì tao không có cách chỉ mày chuyện đó được.
Tất nhiên là nếu mày có thể thời gian mày ra mày tra một cái từ đi, xong mày lên Bilibili, mày lên Google, mày lên YouTube mày tra, xong mày nghĩ ra một câu chuyện thì mày cố gắng nhớ cái từ đó, thì cái đó là cái mà nhiều người họ cho lời khuyên lắm. Nhưng mà thực tế là nó không hữu dụng á mọi người. Nếu mà nói suông ra nó sẽ không hữu dụng quá nhiều á. Ví dụ mọi người sẽ kêu là ai gặp một từ vựng xong mà cố ghép lại với một câu. Thật ra cái đó mình cũng quên luôn à. Trừ khi nào mọi người có một sự kỷ luật và kiên trì để duy trì cái thói quen với cái ngôn ngữ đó hoài thì mọi người mới làm được. Thì mình mới nói là thay vì mày nghĩ rằng á, mày nhìn thấy một từ vựng mới và mày cố gắng nhớ cái từ vựng đó trong vòng 10 ngày hay 20 ngày hay là cả năm đi, thì mày hãy nhớ rằng lỡ 3 ngày sau mày quên á, thì ngày thứ tư mày nhìn lại. Vấn đề không phải nằm ở chỗ là làm sao để nhớ nó vào vòng 10 ngày, 20 ngày hoặc 100 ngày, mà vấn đề là làm sao sau khi 3 ngày mà mình bị quên thì ngày thứ tư mình có thể có được sự kiên trì, có một sự nhẫn nại, có cái ý chí để mình quay ngược lại là mình tìm cái từ vựng đó và mình quay lại mình nhìn cái từ vựng đó. Thì bắt đầu nó mới nói mình rằng là nhưng mà nếu như mà xem cuốn từ điển này và cảm thấy là bị gọi là xem mình nhìn cuốn từ điển vào á, cảm thấy bị vũ lèo là bị chán á. Bị chán thì sao? Mình nói là đầu tiên nha, mày phải nhớ như vậy. Cái việc mà trước khi mày cầm cuốn từ điển là mày đã chán rồi á, và mày không biết cách nào để mở cuốn từ điển ra được á, thì nó có hai phương pháp mình nói rồi. Một là mình nhắm mắt lại, mình quan sát hơi đỏ, xong rồi mình hãy dùng một cái ý nghĩ, ví dụ như bạn hiểu là vừa qua mình có nói với nó về phương pháp gọi là Bonsin and Coiling. Phương pháp Bonsin and Coiling của người Nhật là một phương pháp mà họ dùng trong hệ thống tàu điện ngầm á. Tức là có mấy cái ông mà họ đi xem mấy cái tàu điện ngầm mà họ xem coi phía trước có người hay không á, để thông báo cho toa tàu chạy ngang qua để chạy để không bị đụng trúng người á. Thì có một phương pháp là Bonsin and Coiling, có nghĩa là gì? Mấy ông đó sẽ nhìn thấy không có người đúng không? Thì mấy ông nó tự la lên luôn. Có thể là dù là những ông đó là những người họ trực tiếp họ điều khiển cái xe chăng nữa, thì họ vẫn là người la lên. Họ la lên là không có người, không có người, đường thông thoáng này nọ kiểu là, mặc dù có một mình họ, họ sẽ la lên luôn. Tại sao họ la lên như vậy? Là nó giúp cho họ, một á là nó gửi vô một thông điệp rất là mạnh vô tiềm thức của họ, vô ý thức của họ, vô nhận thức của họ. Thứ hai á, để cho họ không quên cái chuyện này. Tức là ví dụ như bạn đi xe xong mà nhìn phía trước có người hay không, hay không có người, cái bạn quyết định là bạn đi, thì sẽ có một lúc nào đó bạn không thèm quan sát phía trước nữa. Nhưng nếu bạn làm một cái hành động là cố gắng la lên một cái gì đó thật to, thì nó sẽ giúp cho bạn kiểu như là ghi nhớ được cái chuyện đó luôn. Thì mình nói với nó đây là phương pháp Bonsin and Coiling được sử dụng ở trong của người Nhật. Thì phương pháp này cũng dùng được, nhưng mà không phải lúc nào người ta cũng có thể mở miệng ra nói là tôi phải quét nhà, hay tôi phải học tiếng Anh, hay là tôi phải cố gắng nỗ lực này nọ kiểu. Người ta nói hoài như đa cấp thì cũng tốt, nhưng mà không phải ai cũng có thể duy trì được chuyện đấy. Cho nên mình chỉ nói có một cách nữa, là để khiến cho từ ý nghĩ của mày, mày biết rằng việc học tiếng Anh tốt, mày biết việc coi từ điển tốt, nhưng mày không làm, dẫn tới chuyện là tạo thành cái ý chí để mày làm và tạo ra hành động để mày mở cái vở cuốn sách ra, chính là cái việc là sẽ truyền một cái thông điệp rất là lớn á. Tức là nó sẽ tốn năng lượng chút xíu nha mọi người. Tức là mọi người có thể nhắm mắt lại, hay là mọi người mở mắt cũng được luôn, mà mình thì mình sẽ nhắm mắt lại và mình cố gắng khuếch đại cái ý nghĩa trong đầu mình ra. Mình khuếch đại cái ý nghĩa ra và mọi người nhìn thấy là hình như là nó sẽ giống như là chân mày nó hơi trâu lại, hơi trao lại. Còn nếu mà mọi người nhắm mắt khơi khơi như vậy, xong rồi trong đầu mọi người có một ý nghĩa rất là nhỏ, ví dụ như là phải học tiếng Anh, thì nó không ăn thua nha. Tại vì mọi người hiểu rằng á, mỗi ngày con người ta có 65.000 ý nghĩa diễn ra trong đầu của mình. Đấy, thì mọi người muốn biết thông tin này nó nằm trong cuốn Anh Đặng Kim Cương với lại cuốn Atomic Habits á. Thì mọi người phân biệt là mỗi ngày nó sẽ có 65.000 ý nghĩ nó diễn ra trong đầu của mình. Và nhận thức và tiềm thức của mình á, nó là thứ mà bạn không hiểu được rằng là 65.000 ý nghĩ này là quan trọng. Ví dụ bạn kêu là bạn muốn dậy sớm để tập thể dục đi, nhưng mà có một ý nghĩ khác là nằm ngủ nướng thì rất là đã đúng không? Nằm ngủ nướng rất là đã, rất là này nọ kiểu cái thứ. Thì cuối cùng rồi á, là tiềm thức của bạn nó sẽ không hiểu được rằng là đâu là cái thông điệp rất là quan trọng. Cho nên là chuyện Bonsin and Coiling là một thứ có thể giúp cho bạn được chuyện này. Cái thứ hai nữa là cái chuyện mà nếu bạn không dùng Bonsin and Coiling đi, nhưng bạn dùng một cái ý niệm rất là lớn như vậy để bạn đẩy ngược lại vô trong đầu của bạn, thì bạn gửi một thông điệp và nó sẽ căng thẳng nha. Còn nếu mà bạn ngồi tĩnh tâm như vậy và bạn nghĩ rằng là chỉ cần tĩnh tâm như vậy và nghĩ chuyện đó thì bạn sẽ làm được thì không phải đâu nha. Nó sẽ có một tí căng thẳng và nó có một tí gọi là tốn năng lượng á, nó sẽ tốn năng lượng. Tức là bạn sẽ nhận ra được giống như có một ý nghĩa nó bưng trong đầu mình luôn á. Có một ý nghĩa nó bưng trong đầu mình như vậy, tức là mình phải học tiếng Anh, vậy như vậy. Mình phải mở từ điển ra, thì để kích hoạt toàn bộ những trạng thái như vậy thì bạn phải quan sát hơi thở của bạn này, bạn phải nhắm mắt lại nè, xong bạn phải khuếch đẩy ý nghĩa trong đầu của mình. Bạn phải khuếch đẩy lên thì tự động tiềm thức với nhận thức của bạn nó nhận ra được rằng đây là ưu tiên số 1 của thằng này. Nhiều khi bạn cảm thấy là ok, hôm nay mình nên ghi chép lại, mình nên cố gắng học đi, nhưng mà cuối cùng mình bị sao nhãng bởi gì? Bởi TikTok này, mình bị sao nhãng bởi Facebook này, mình bị sao nhãng bởi rất nhiều thứ. Và người mình nó sẽ cảm nhận là ok, cái thông điệp này nó không rõ ràng, người ta cũng không tin nữa. Sao mình cảm thấy là mình biết cái đó quan trọng. Thật ra bạn hiểu là trong triết học á, người ta đã cố gắng đi tìm hiểu là từ ý nghĩ của con người làm sao để tạo thành ý chí và làm sao để tạo ra hành động. Có rất nhiều người họ biết tất cả những chuyện này tốt nhưng mà họ không làm.
Bạn hiểu không? Tại vì sao? Tại vì nhận thức và tiềm thức của mình á, nó không được rèn luyện để hiểu rằng đây là thứ quan trọng nhất, cho nên là phải mình phải train cho nó, mình phải huấn luyện cho nó, hiểu không? Tức là mình nhắm mắt lại, mình quan sát hơi thở, xong bắt đầu mình mới gửi cái thông điệp tới nó. Ví dụ như là mình phải cố gắng làm video cho kênh Go Sulang Wuxi này, mình phải cố gắng làm video cho kênh Go Sulang Wuxi này đó. Bạn sẽ khuếch đại cái thông tin nó lên, bạn đẩy thông tin lên và khiến cho bạn đi ra, bạn hành động được chuyện như vậy. Thì sau khi mà mình ngồi mình giải thích cho nó thì nói chung là cũng phải hơn một tiếng mấy á. Xong rồi nó ăn ở trong ký túc xá, nó học ký túc xá đại học, nó ở chung với bốn đứa bạn nó. Xong rồi tới lúc mà khoảng 1 giờ mấy gần 2 giờ bên nó, xong bắt đầu nó còn chạy ra khỏi phòng nữa mọi người. Nó chạy ra khỏi phòng, sau đó vô hành lang, nó kêu bây giờ tụi bạn nó đi ngủ rồi. Nhưng mà bây giờ nếu mà nó nói nữa là nhiều khi tụi bạn nó chửi nó, bắt đầu nó chạy ra hành lang. Nó nói xong rồi sau đó thì mình nói với nó cũng một tiếng mấy, xong rồi bắt đầu nó mới mình nói thôi giờ tao phải đi ngủ đi. Xong nó kêu ok, nếu mà cần mày kêu nó thì nó sẽ hỗ trợ mình tiếng Trung Quốc này nọ tất cả các thứ dài về như vậy đó. Thì đó các bạn thấy là bây giờ nó khác với ngày xưa là cái điều kiện để các bạn học ngoại ngữ nó rất là thuận lợi ấy. Như mấy cái video trước mà mình nói thì có một video mình nói về cái chuyện là các bạn phải nếu mà đại học gì đường phố nhé, còn nếu mà các bạn gọi là các bạn đi trường lớp các bạn học, các bạn có điều kiện vô các ngôi trường xịn như vậy á thì cái đó thì ok rồi, cái đó nó không nằm trong phạm trù của mình để hướng dẫn các bạn. Nhưng mà nếu mà các bạn chỉ muốn rằng là ok có khả năng để tiếp xúc với ngôn ngữ, có khả năng để luyện tập mọi thứ luôn, nghe nói là đọc viết nè, thì thật ra đầu tiên là về việc nghe thì nó khá là đơn giản với hiện tại là bạn chỉ tìm chủ đề bạn thích thôi. Ví dụ bạn thích xem phim, bạn thích xem vlog, hoặc bạn thích xem một cái TV show này nọ kiểu á, thì mỗi ngày bạn dùng nửa tiếng thôi, ở dùng mình 10 phút thôi nha. Và vấn đề nằm ở chỗ á, là khi bạn nói ra nhưng em không đủ động lực để dùng 10 phút đó, thì quay lại thấy mình nói hồi nãy, tức là bạn quan sát hơi thở này, bạn nhắm mắt lại nè, bạn gửi thông điệp rất là lớn vô não của bạn để nó tạo ra cái hành động như vậy, để mỗi ngày mà chứ mình phải làm được cái chuyện đấy. Cả hai cái video trước mình đừng làm mà cũng có nói về cái chuyện là làm sao để có thể duy trì được những cái thói quen như vậy á, hình ảnh cái hình mà cái người mà mình thần tượng á đây. Và cả hai một cái nữa là để kỹ năng đọc với viết đi, thì đọc với viết thì nó càng dễ nữa, là bạn cũng lên mạng mà đọc báo thôi, thậm chí là bạn biết rằng là mình có quen biết với những người á, họ tại sao mà những người họ qua trường lớp đào tạo mà họ đi nước ngoài về và về sao họ càng lúc càng giỏi á. Thật ra có nhiều người họ đi nước ngoài về họ cuối cùng họ cũng trống trơn, họ không biết gì hết, một thời gian họ quên mất. Nhưng có một số người càng lúc càng xuất sắc, tại vì họ bỏ rất nhiều thời gian ra đọc sách, họ thường đọc sách trong tiếng Anh. Thì nếu mà bạn luyện được cái thói quen mà hôm bữa mình nói làm sao đi vượt qua nỗi sợ, ai cần thì quay lại cái video cũ mình nói về cái chuyện là amygdala nó ảnh hưởng như thế nào và vượt qua nỗi sợ. Thì nếu bạn duy trì được cái chuyện đọc như vậy thì bạn sẽ tăng cường kỹ năng đọc và viết thôi. Và cái chuyện đọc mình cũng hay đọc, mình đọc hàng ngày về tiếng Anh luôn. Và cuối cùng là kỹ năng nói, thì đấy như mình nói cái OMTV này rất là đơn giản đúng không? Giống như mình đi, mình học tiếng Hoa mà dùng tiếng Hoa mình cũng lên để mình dùng của tụi nó, thì bạn cũng có thể lên dùng tiếng Anh hay bất kỳ một tiếng nào, tiếng Thái, tiếng này nọ kiểu lên luyện tập. Và nó còn không tốn tiền đâu mọi người, nó free luôn á. Tất nhiên là lâu bạn sẽ gặp những người mà họ thô lỗ, họ không lịch sự đi, nhưng mà rồi sẽ lúc bạn có những thứ mà có tác dụng với bạn. Với bạn nhìn đi, nếu bạn nói rằng điều kiện của bạn quá thấp thì là cái điều kiện mình cũng thấp hơn bạn nữa, bạn hiểu không? Tức là lên những cái đó bạn phải giúp bạn là ví dụ như bạn là con gái đi hoặc là đẹp trai đi, thì nó rất là dễ cho người khác tiếp xúc, người ta nói chuyện luôn. Còn mình không có gì luôn, mình kiểu như không có những yếu tố luôn. Mà tụi nó, tụi Trung Quốc nó còn một đống người nó vô nó hạt quy chán luôn. Hôm qua là phải 4-5 đứa ấy, nó hạt quy chán xong nó kêu là giờ tao với mày nói chuyện tiếp nè. Tức là chỉ cần mình dùng mỗi cái kỹ năng nói chuyện thôi là đã có khả năng tạo ra cơ hội cho mình rồi. Thì nếu mà các bạn ví dụ như là con gái đi, hoặc là còn trẻ đi, hoặc là tìm được những cái niềm vui chung, hay là những cái gì đó chung với là những cái tuổi khác luôn, thì nó cần dành thời gian của nó cho mình nữa. Và mình dùng cái đó để mình tiến bộ được, không? Mình dùng những cái đó để mình luyện tập được. Thì đó, tất cả những kỹ năng mà nghe nói đọc viết ấy, về là học đường phố là bây giờ mọi người đã có thể học mà nó không cần tốn tiền ấy. Còn tất nhiên là nếu mọi người có điều kiện để mọi người lại trung tâm học và nọ kiểu thì đó là tốt rồi. Còn nếu không có thì nó dẫn rất nhiều cách để mình làm rồi. Ok nha, thì bây giờ mình có một cái video về ý chí, thì mọi người có thể coi bên kênh Google Liên Minh, nó có một video nói về chuyện là gửi thông điệp về ý chí á. Và có một video về sắc thông qua trên cái kênh Ta Đi Tìm Nhau, thì nếu mọi người muốn xem thêm nữa thì mọi người có thể coi những video đó. Ok, bye bye mọi người.